Năm thanh thiếu niên này là năm trong số rất nhiều quái xế đã tham gia vụ tụ tập hai bên đường ven biển Bình Châu, Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vào lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu và kết quả có một tài xế dương tính với ma túy đá. Còn đây là một trong nhiều xe đã được các quái xế thay đổi kết cấu, hình dạng xe để đua. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận thông tin có hàng trăm thanh thiếu niên đang đua xe, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên đường ven biển Bình Châu, Bưng Riềng nên đã nhanh chóng lên kế hoạch vây bắt. Tổ thứ nhất do Trung tá Trần Quốc Phong, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông PC08 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ huy dùng barrier chắn ngang đường ven biển để đón lõng nhóm đua xe đang chạy hướng từ xã Bình Châu về xã Phước Thuận. Trong khi đó, tổ thứ hai do lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng lực lượng PC08 và cảnh sát cơ động công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ém quân trong đường xuyên rừng thuộc xã Bưng Riềng đợi các quái xế chạy về hướng của tổ thứ nhất thì khóa đuôi. Khoảng 4 giờ 20 phút, các quái xế điều khiển xe đua lao về hướng tổ thứ nhất đang chốt chặn liền quay đầu bỏ chạy. Trên đường tháo chạy, các quái xế phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ của tổ thứ hai đang ra tín hiệu yêu cầu dừng lại đã liều mạng vượt chốt. Nhiều quái xế bỏ xe lại trên đường rồi chạy bộ vào rừng bảo tồn Bình Châu phất bửu trốn. Nhiều quái xế khác thì đưa cọp vào bãi xe ô tô của casino Hồ Tràm Dấu đã bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ. Tổ thứ nhất đã lập biên bản tạm giữ 11 xe máy, trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu hình dạng xe và đưa 5 thanh thiếu niên về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu cho kết quả có một quái xế dương tính với ma túy đá. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, tổ thứ hai đã vào rừng bảo tồn Bình Châu phước bửu thu giữ gần 8 xe máy, trong đó có nhiều xe được các quái xế cất giấu để chạy thoát thân. Ngoài ra, tổ thứ hai còn lập biên bản một ô tô nghi là phương tiện chở xe đua xuống để các quái xế đua xe.